thì các bạn thân mến, tại cái giao diện vào các bạn đăng nhập vào Google AdSense. Đó, Google AdSense. Các bạn vào cái thẻ thanh toán và các bạn vào cái mục thêm thêm phương thức thanh toán. Đó. Thì đây là mình đã thêm cái ngân hàng của BIDV và ngân hàng của Agribank và đặt cái BIDV là chính. Ngoài ra thì mình để phương thức thanh toán là Western nữa, thì ví dụ như là mình thanh toán thì đến ngày 22 hàng tháng là YouTube sẽ chuyển khoản vào cái chính là cái BIDV, còn ngoài ra thì có thể là chuyển vào cái Agribank. Không thì bạn ra cái Western Orion, các bạn viết phiếu và các bạn rút. Thì cái hình thức nếu mà các bạn chưa có hai cái mục thêm này thì các bạn có thể thiết lập thêm bằng hình thức thêm phương thức thanh toán. Thì ở đây là các bạn vào cái phần thêm vào cái mục ID thì các bạn bỏ trống, tên thì các bạn viết viết tên bình thường đúng không, ví dụ như là Vũ Văn Nam, các bạn viết không dấu nhé. Tên ngân hàng thì các bạn lấy cái tên tiếng Anh. Đó, tên tiếng Anh. Tên tiếng Anh. Thì các bạn lấy ở cái video này. Tên thì các bạn lấy tên tiếng Anh đây, ví dụ như ngân hàng ACB thì các bạn copy tất cả cái phần Asia Common Bank này, ngân hàng Vietinbank thì các bạn copy cái phần Việt Nam này đến cái phần chơi để lập phần tên, phần ship code này là cái phần bên này, thì các bạn cứ tra cứu theo cái nội dung video, các bạn gõ đúng chữ in hoa chữ in thường nha các bạn nhé. Thì ở cái phần đó các bạn gõ tên ngân hàng, gõ ship code này, số tài khoản, nhập lại lần nữa số tài khoản, sau đó để chống hai cột này. Như vậy là các trường đầu tiên là bỏ tên là đúng tên chữ in hoa không dấu, tên ngân hàng tên tiếng Anh các bạn tra cứu ở trên cái video, ship code big là bạn số ngân hàng số tài khoản, và sau đó các bạn ghi là đặt làm phương thức thanh toán thì các bạn lưu thì nó sẽ tạo ra đó. Nó sẽ lưu, mỗi một lần lưu thì nó sẽ tạo ra một cái thêm đó. Thì hy vọng là các bạn sẽ thành công, chúc các bạn là thành công. Chưa lấy, sáng mai lấy. Ông hôm qua chưa xếp phải có 15 triệu rồi. 15 triệu, đi vào 15 triệu. Sổ mới à? Đây, 15 triệu đây đúng không? ACB Á Châu này. Ngân hàng ACB thì như này, code của nó là như này, và Techcombank thì như này, code như này.
yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.